Giờ khách bắt đầu vô rồi, nhưng cô chú anh chị có người người ta ngồi bên trong, và có người thì người ta đợi xếp bàn ở bên ngoài. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Gatirga đầu cuộc sống Pháp. Thì đây là một buổi tối làm việc của gia đình Dung, mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video nhé. Trời nắng á cô chú anh chị, nóng nữa cho nên là bên ngoài ai cũng cầm cái quạt hết trơn á, mà bên trong thì mình có máy lạnh nhưng mà họ không chịu ngồi. 8 giờ rưỡi rồi đó, khách giờ ai cũng vô lượt hết đó cô chú anh chị ơi, cho nên là ông xã Dung đang xếp bàn. Như khách vô đâu cô chú anh chị, vô lượt không mà 8 rưỡi rồi đó, 8 rưỡi mà nhìn ngoài trời cô chú anh chị nắng màu xịt khói luôn á. Đây là một phần gỏi xoài nó sẽ bắp phép mấy con sẽ bắp phép ngoài cho nên là gulo bánh tăng xin. Đây là gỏi khóm. Đây là phần gỏi chỗ Dung nha cô chú anh chị. Mình không có cho thịt heo nữa à, tại vì thịt heo có người ăn có người không. Mà cho chả giò lên như vậy nè, nó rất là giòn luôn mà khách họ thích nữa nha cô chú anh chị. Ai muốn ăn thịt gà thì mình cho chả giò gà lên. Dung với ông sếp ra đang chuẩn bị xíu quá. Ở trong này là có chả giò tôm với lại đồ chay nha cô chú anh chị. Người ta gọi đồ chay không phải là người ta ăn chay mà tại người ta muốn mua lộn xộn á. Khách vô một lượt thì Dung để cho ông xã Dung ổn định chỗ ngồi cho khách. Dung làm đồ ăn đem về, tại 8 giờ rưỡi là Dung không có lãnh nữa cô chú anh chị. Nhưng mà cái gia đình này giống như là người quen á, cho nên là mình làm người ta về giống như người ta mời bạn bè đó. Người ta chỉ gọi khai vị chỗ mình thôi. Trời nóng như vậy thì Dung bán gỏi rất là nhiều. Nó mát á cô chú anh chị, người ta gọi một phần gỏi cho một người ăn thôi đó. Ai muốn ăn thêm thì họ gọi khai vị thêm, còn mấy thì cứ một phần gỏi cho một người đó cô chú anh chị. Đây là mình bán tôm lăng bột. Mà tôm lăng bột này uống rất là hao bia nha cô chú anh chị. Người ta gọi khai vị nhiều mà chứ không có đồ ăn. Bây giờ khách vô, do là vô khách vô một lượt của cô chú anh chị mà làm hai sảnh á, ông xã Dung làm không kịp cho nên là Dung phải chạy hai chỗ, mình làm trong bếp và mình chạy ở ngoài nữa. Đồ ăn đem ra Dung ra dĩa là Dung phải đem lên trên đó, khi đó phụ ông xã Dung. Đây là cá kho, đây là cá kho và hải sản kho. Những người lớn tuổi thì người ta rất là thích cái món này nha cô chú anh chị. Ăn dễ mà nó kiểu như nó nhẹ nữa. Mà trời mùa hè ăn thì nó đỡ ngán hơn là mấy món thịt. Cho nên là mình chỉ xài ngò gai không thôi. Nó tối thì ông sếp chuẩn bị cá nướng thì Dung đỡ phần nào là chạy trong bếp. Ai mà gọi cá nướng thì sếp làm, xong rồi sếp quay qua sếp phụ Dung ra khai vị.
thường, khách vô tầm khoảng 30 người đó cô chú anh chị, thường cuối tuần á nha mình bán lên 30 người thôi, chứ còn trong tuần thì Dung bán cũng ít lắm cô chú anh chị, tối chừng 15 người, 10 người cũng có, khi 2-3 người cũng có á, có sao mình nói vậy nha. Thì lúc mà khách vô một lượt thì này cô chú anh chị chạy đồ ăn cực lắm, tại vì lên khai vị rồi là mình có 15 phút để chuẩn bị món chính thôi, mà làm một bàn vậy là 7-8 người làm cực kỳ lắm. Và cái bàn này thì ăn ăn cá rồi ăn tùm lum hết trơn rồi, nên mà Dung rảnh được khúc nào thì Dung quay khúc đó thôi chứ quay hết tròn buổi làm luôn, quay không kịp cô chú anh chị ơi, lo bắt làm nó là cứ cầm camera chạy tới chạy lui không à, đồ ăn nó khét hết. Cái dĩa trắng này á cô chú anh chị là dĩa mà xài cho nhà hàng khách sạn hồi xưa lâu lắm rồi đó, còn cái nào 20-30 năm có đấy, Dung mua lại cũng của nhà hàng họ đóng cửa cô chú anh chị. Bây giờ loại dĩa này nó nặng dữ lắm, bây giờ nó cũng bán cái loại dĩa y vậy nè nhưng mà nó nhẹ hơn rất là nhiều, cũng porcelain luôn cô chú anh chị. Dung nó sẽ Dung ngửa có tiền Dung thay hết luôn á chứ nặng dữ lắm cô chú anh chị, rửa cực lắm, trật tay cái là rớt bể hết luôn á. Bữa hổm Dung rửa xong rồi cái Dung chắc luôn cái khay đằng cho vô máy cô chú anh chị, cái nặng á cái mình rinh qua cái hụt tay là rớt nguyên cái khay xuống đất luôn, rồi là bể hết lần cả chục cái vậy đó. Món Việt của mình á cô chú anh chị đồng ý không, là nhiều nhiều nước chấm rồi nhiều cái gia vị phụ kèm lắm, ví dụ như ăn tôm phải muối tiêu chanh rồi chanh rồi cái này cái kia đậu nhớ đồ ông trên cái dĩa không là cũng hơi mệt rồi đó cô chú anh chị. Cho nên là mình làm gọn lẹ thôi, lên cái dĩa được nào ra có cơm cái này dọn gọn gọn lại dọn ra thôi, còn mà trang trí rồi này kia nữa làm không kịp cô chú anh chị ơi. Ngày nào mà có ông sếp á là Dung với sếp chạy xịt khói luôn á, còn mà tuần tuần không có sếp rồi mình tự mình làm không à. Đây giờ Dung ra cà ri, khi mà khách gọi cà ri nha cô chú anh chị thì Dung sẽ nói với khách là sẽ đợi, tại vì cà ri chỗ mình á là khách gọi mình mới nấu thôi chứ mình không có nấu trước, tại vì có nước cốt dừa Dung không có thích để mấy cái gì mà liên quan tới nước cốt dừa trứng rồi này kia là mình không có để. Đây là tôm xào chua ngọt. Thì nói chung là mỗi người làm cái khác như chú anh chị, đây Dung nấu theo khẩu vị của khách à, khách thích làm sao mình nấu vậy thôi. Họ muốn chừa nước cho ăn cơm thì mình không cho bột đó, còn mình không khách không muốn ăn khô thì mình không có múc nước sốt vậy thôi à. Cái bàn này là 8 người với cô chú anh chị, Dung làm một lượt hết mà trong này là 2 trên cái xe đẩy cũng sẽ Dung là 2 bàn đồ ăn dành cho 2 bàn đó. Tại vì mình gửi khai vị đi một lượt có mà mình trả đồ ăn cho bàn này trước, bàn kia mình không trả thì họ cứ dòm hoài cô chú anh chị, hỏi chừng nào có đồ ăn rồi kia đó, cho nên là ra thì ra một lượt, không có trước sau, giống như phục vụ trên bàn cũng vậy nữa. Mình giao 8 món là phải 8 món cùng một lúc hết, chứ không có gửi trước rồi người này người ta ngồi người ta đợi người kia cái đồ ăn nguội chua chứ anh chị, chứ người ta không có ăn trước.
phải là culo. À, bàn này hai người, à, hai vợ chồng, một người ăn gà kho, một người ăn mì xào giòn. Tráng miệng thì tối hôm nay Dung bán mứt gừng, cô chú anh chị bán nhiều mứt gừng lắm. Mình mới làm một mẻ lại nữa. À, rồi trái cây miệng, cái này là mình mua mứt với lại dừa nước mà siro á, như cô chú anh chị trộn vô với vải rồi này kia cho khách. Ngồi ở trong cũng bộn bộn, cô chú anh chị bên ngoài nữa. Dung bán mứt gừng này cô chú anh chị, đây là mushi. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video.